Rồi xin kính chào tất cả anh em chú bác mình đang xem clip này. Thì trước mặt anh em đây mình có ít hàng cần bán nha. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ mình mua hàng về trực tiếp số nào mình mua hàng hoặc nhắn tin qua Zalo cho mình ha. Thì mình số điện thoại mình có xài Zalo nha anh em chú bác. Thì hình thức mua bán của mình nhắc lại là sẽ COD là sẽ không bao giờ phí ship ha. Mình sẽ hỗ trợ phí ship cho anh em thôi, những món hàng giá trị, còn mà mua anh em mua chuyển khoản thì mình sẽ re ship nha. Thì trước mặt anh em đây mình có một cái hàng này cũng mới về anh em để giải quyết cho cái mùa nắng nóng kinh khủng này. Đây là quạt hơi nước, quạt hơi nước nha, thương hiệu Kangaroo, bài hàng dạng cũng đời cao nha anh em. Đây mình sẽ quay cho anh em cận cảnh xem nha. Đây nó có sách hướng dẫn là đầy đủ nha anh em, nó có remote luôn. Đây rất là mát nha anh em, rất là mát luôn. Đây tất cả là nút cảm ứng hết nha anh em. Đây có remote luôn, đây mình chỉnh cho anh em xem nha. Này mình bấm led mở đèn nè, mở đèn nha. Đó, đây là chỉnh tốc độ gió, tự nhiên mức 1, 2, 3 anh em đó. Anh em thấy hiển thị nó, đây nó đang đảo nè, đang đảo hoặc mình có thể bấm trên đây là nó đứng lại nha anh em. Nè, đây nè, những lúc này là đứng gió theo hướng một bên ha, là đứng theo hướng chiều mình mong muốn, bấm cái là nó sẽ quay ha. Là trên remote thì nó cũng có luôn. Thì giá mình bán luôn là 2.400.000 anh em. Đây hàng là hàng full thùng, đây là hàng là cái thương hiệu Kangaroo này của Việt Nam mình nha, cũng rất là nổi tiếng. Hàng này hàng chữa thanh lý, hàng tồn kho trưng bày ấy, anh em. Thì giá hàng mới bây giờ nó vẫn còn bán, anh em cũng sẽ thể xem tham khảo nha. Chung là mình cũng có tham khảo rồi, giá nó sẽ cũng giá hàng mới nó tính trên 4 triệu đồng. Hàng này cũng dòng mới 100% có full thùng luôn nha. Đây có, đây cho anh em xem, đây là cái thùng của nó ha. Đó, giờ lưu ý là nó sẽ có hơi nước, có hơi nước ha. Đây nè anh em, in water mình đổ nước đây nha, nhấn nha. Đây là mình sẽ gỡ ra, là đập thứ nhất mà mình có thể bơm nước vào đây. Cái thứ hai là phía sau này là anh em có thể gỡ con ốc này nè, ốc này ra là đây có lọc, nó bơm cái ống bơm đó nè, nó bơm khi bơm hơi nước lên đây, hoặc mình anh em muốn bỏ đá đó. Nói chung cái này là để cho anh em đổ nước, còn cái này là anh em muốn bỏ đá thì anh em gỡ này ra, cái lọc đây ra, nó có y như là cái bue, cái của thằng cái lọc gió anh em, nó sẽ đẩy hơi nước lên để cho mình nó mát ha. Anh em mở này ra, anh em bỏ nước đá, cục đá vào nè, nó có báo nước đầy đủ hết nha. Đầy góc này hơi quay hơi tối nha, khung này nó chứa khoảng chắc còn 20 lít nước nha nè. Nó khá là rộng nha, nó cao khoảng 1m2, 1m3 là anh em. Dòng này dòng là nút cảm ứng đời cao nha anh em, nói chung là hàng mới 100%, giá bán là 2.400.000 chưa bao gồm phí vận chuyển ha. COD là mình không bao phí nha, mình hỗ trợ ship là 100.000 là tổng cộng là tới tay anh em. Mình mua COD là 2.500.000 đồng. Này có remote hàng nè, có remote nè, có loại nói chung là về được mấy chục cái mà người ta mua cũng hết rồi, lấy được 3 cái mình chở dọc đường là khách mua một cái, mình còn lại 2 cái, chỉ còn đúng 2 cái thôi. Nó có sách hướng dẫn nào quạt. Đây. Đây, anh em tham khảo cái mã của nó là đây, model KG50S 24 nha. Trong hàng này điện hay là điện ở sản xuất Việt Nam thì cái này thương hiệu này anh em nó có xài thì biết nha. Đây công suất của nó là 180W, đúng khoan chứa nước là 20 lít. Đó anh em chụp thông tin lại nha. Đó đây là cái bản cái này là kiểu sách hướng dẫn á, đầy đủ nha. Đó mỗi cái sẽ kèm theo một remote và một thùng còn nguyên xi nha anh em. Cái này về kiểu như lưu kho trưng bày gì đó, anh em rất là mát, giải quyết trong mùa nóng mà rất là mát luôn nha. Giá bán là 2.400.000 đồng chưa bao gồm phí nha anh em. Này hàng COD này nói chung là khoảng 10 mấy ký, nó có bánh xe đẩy tới để lui nữa nha, tại mình chưa có lắp vào á, để cho anh em di chuyển nhau khắp nhà luôn ha. Nó cao khoảng 1m3, 1m2, 1m3 đó nè, nó cao hơn lưng quần mình ạ. Cao lắm nha, chứ không có nhỏ đâu. Để mình đo vào đây. Nó khoảng 45 á. 45 hơn á. Mà cao khoảng hơn 1m2, tầm 1m2 đi. Đó, rất là dễ cách sử dụng nha. Chúng này là nó sử dụng đây, trên bảng đây là ứng tiếng Anh. Remote thì nói chung cũng cách dễ, rất là đơn giản, dễ sử dụng, không có khó khăn gì hết. Nhiệt độ mùa hè này nó cực kỳ nóng luôn nha. Ngoài đường chị không nói có tốc độ gió này nha, nên chỉnh tốc độ gió là bấm ngay vào cái quạt hoặc là trên cái màn hình mình bấm ha, nó sẽ hiển thị nè.
Nào, bấm led lên, chọn sáng đèn lên. Đó, tốc độ cao. Nó có chế độ tự động nó, nhưng mà mình chưa quen, bấm hơi nó sẽ quen thôi. Nó có ion nữa nghe nè. Đây nè. Rất mát nha, tại vì nước này nó có hơi nước mà, cho nên em mạnh lắm. Như là nó mát nữa. Anh em lo bỏ đá vào nó càng mát nữa. Giải quyết mùa hè này cực kỳ giải luôn. Cực kỳ hiệu quả cho cái mùa hè này ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ có một cái con này cũng là hàng, cũng là hàng thanh lý, cũng là hàng tồn kho bên của này, hàng nhập khẩu nha anh em. Cái này năm rồi mình bán 3,2 triệu lượt. Con này mình, hôm nay mình thanh lý này, con này mình đang dùng nha. Này để lọc không khí nha anh em. Ở đô thị thì anh em sẽ làm cái này ha. Nói chung là giải quyết vấn đề, nó sẽ hỗ trợ với vấn đề hô hấp cho người già và trẻ em. Khi bị vấn đề hô hấp do ô nhiễm không khí ở Việt Nam mình thì ô nhiễm không khí thì nó rất là cao rồi ha. Nó cũng khi lắp bánh xe vào nó sẽ như thế này ha. Hàng này cũng là điện 220V nha. Đây, cái này là tên của công ty nha, hàng của hàng Hàn Quốc. Cái này cái tem của mình, biết sao dán keo sao nó bị ấy nè. Hàng này cũng toàn hàng full thùng nha anh em cứ vào trang web này là anh sẽ ra cái công ty của nó nha. Công suất này chỉ có 48W, tương đương như cái máy quạt thông thường của anh em thôi. Nó sẽ lấy gió từ bên đây nè, lấy gió bên đây nè, hai bên đây, giờ nó sẽ đẩy không khí bên đây anh em thấy. Đây trên đây là anh em thấy là quá trời nóng, chung là cái lúc on off này khi anh em mở mùa nó bật cái chức năng auto turbo là chạy mát công suất á, cái thời gian khi UV gì cái này tùm lum hết, oxy rất là nhiều chức năng nha anh em. Đó mình lắp oxygen, còn có ion nữa đó rồi. UV nè, tiêu UV nè, đang bật chế độ turbo là cái dạng tăng tốc anh em. Không mà không mình tắt nó. Em chỉnh lên, đây nè, ví dụ như em chỉnh đây là mức của nó là mức cao thấp ạ. Đó, còn không để cái thật cho nó chế độ tự động auto ha. Nó sẽ cân bằng nhiệt độ nè, nhiệt độ vào chắc chiều tối rồi giờ này mình quay ra 7 giờ và 34 độ C. Anh em biết thời tiết này nó rất là nóng. Còn cái này là ion nè. Cũng đơn giản dễ sử dụng thôi, còn cái nút bên đây thì như là nó có cái phần điều khiển remote nó, nhưng mà nó không có về nha. Này, năm rồi bán 3,2 triệu, chỉ còn hai cái, một cái này của còn ba cái anh em, cái này mình dùng với còn hai cái nữa. Làm hôm nay mình thanh lý cho anh em là 2,500,000 đồng, chưa bao gồm phí nha. Anh em khu vực Hồ Chí Minh thì có thể mình giao trong thời gian nhanh nhất, có thể là cho xe Grab, xe ôm gì chợ tận nhà anh em ấy, nhưng mà hàng cọc mới đi nha. Hoặc là anh em chuyển khoản đủ mình bao phí. Phí ship Hồ Chí Minh thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn nội thành ha. Còn như anh em chuyển khoản đủ thì mình sẽ đi ship hết. Nhắc lại anh em khỏi ghi giá nha anh em. Cái này là 2,5 triệu nha, cái máy lọc không khí. Nó cao khoảng tới lưng quần mình chắc khoảng 1 mét nha, 9 tấc à. À cái tủ đó khoảng 7 tấc, thằng này nó khoảng 8 tấc thôi. Đây coi như là bộ trọn bộ này thì anh em chơi. Để cổ điện mình cắm bên đây. Coi như là mình ở tự nhiên anh em là thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh nè, với mấy thành phố lớn á, ô nhiễm không khí nó rất là cao, mình sử dụng những cái này. Còn quạt hơi nước này thì nói chung là nhà ai cũng cần. Mình chỉ đổ nước thôi, đã cảm giác mình đây rất là mát nha anh em, không hề nhẹ đâu. Đó, anh em có thêm tham khảo nha, chỉ có còn hai cái thôi. 2,400,000 anh em COD mình sẽ hỗ trợ 100,000 một đơn nha, mấy cái hàng này hàng nặng gà có giờ. Cái dạng như mình phải mua cái phí vận chuyển anh em, mua phí để nó họ vận chuyển cho nhẹ nhàng thôi, với phí với cái tiền thu hồi nó cao á, tiền ship là trên 100,000 nha nha, mọi cái như thế này là tiền phí nó trên 100,000. Rồi trước mặt anh em đây thì cũng có một những mặt hàng quen thuộc mình cũng từng bán rồi. Đây cái thùng này là cái thùng cũng rất quen thuộc nè, chung là này cũng có cái nơi có shop ta có review rồi, nặng 7 mấy ký leo lên nó vẫn ok nha. Cái này mình chiều không tầm 10 cái để mình đựng đồ linh tinh đó nè, nè em thấy không, mình để trước mắt là 3 cái với 2 cái cho để giữ đồ cho đồ chơi trẻ con, đồ chơi của mấy đứa nít nhà với quần áo của nó rất là tiện. Đây chung là nó sẽ có phẩm đồng phẩm review kỹ ha, ví dụ như anh em chồng lên đây nó có cái học cái miếng này y như là để cho anh em ghi miếng giấy lên đó. Mình ghi trong đây mình đựng gì nha. Ví dụ mình chồng lên nhau mình để như thế này, mình ghi bên ngoài là mình anh em chứa đồ gì lên, tại vì nó khi anh em chồng lên nó có khớp nó sẽ không thể, anh em không thể nhìn bên trong được nha. Đồ này nó hàng của này có Denko,
Sanco máy in sa băng nha anh em, sản xuất nội địa Nhật. Nè, bên đây đây có cái. Rồi, Sanco máy in sa băng ha. Giá bán thì nói chung mình với người khác cũng không có sự chênh lệch nhiều. Ha, mình bán là 280.000 một cái không bao gồm phí nha anh em. Một cái cũng không bao chuyện không anh em chuyển khoản cũng không bao phí nha. Tại vì này đồng lại nó thấp lắm, phí ship thì nói chung nó nặng hơn 2 kg một cái. Thì phí ship nó cũng hơi đắt nha, cho nên anh em mua từ 2 cái là 550.000 mình sẽ bao phí. Còn mua anh em mua COD đây là không bao gồm phí ship nha. Phí ship là tiền dịch vụ để cho máy shipper nó sống, cho nên thì nói chung mình mua ở nhà mình nhịp giờ mình mua thì mình phải chịu cái tiền phí đó nha. Còn tùy theo giá trị hàng mình sẽ hỗ trợ ship, nếu mà đúng bao phí thì mình sẽ cộng tiền ship vào thôi. Ở đâu cũng vậy chứ không ai mà kiểu như đồng lời đồng lãi không có mà bán bao phí cho anh em. Kích thước thì để mình đo sơ đi, cầm tay cầm điện thoại. Hai găng tay mình cho khoảng 45 nha anh em. Đây. Nhưng ở đây nó khoảng 45 50. Cao hơn găng tay mình khoảng 22. Đó, rất là nhẹ nhàng. Cái này chung cũng có nơi bán, ta bán trong năm được hàng trăm cái rồi. Cái này thì mình còn lại khoảng hơn 10 cái rồi. Khi anh em muốn chưa gấp gọn lại, anh sẽ làm như thế này. Đó. Nó rất là gọn luôn. Anh em thấy cái nhựa của người ta làm rất là chất lượng nha, nhìn nó lỏng lẻo gì chứ anh em leo lên là không, anh em cỡ 5-6-70 kg leo lên là không có mà cũng gãy như đồ Việt Nam đâu nha. Nó xứng đáng với giá tiền mình bỏ ra lắm. Đây nè, như mình xếp chồng lên mà đựng đồ linh tinh có thể là chồng cao lên nữa nó sẽ rất là gọn ha. Cái con máy hàng đêm hôm mình có đăng bán máy hàng Xiaomi nó thì mình đã bán rồi, nhưng mà khách kêu thay mạch là kiểu thay mạch của Ba Sung của Việt Nam mình á. Nói chung cái mạch đó cũng mạch của Bảo Anh. Mình sẽ đang làm nữa nha anh em có nhu cầu thì mua ha. Mình giá này thì trong nguyên zin thì mình bán 1.9 triệu, còn mạch Bảo Anh thì nó sẽ đi ngoài 2 triệu, tại nó ba xung rồi ha. Chứ nó hiện đại, nói chung là cái đồ thợ Việt Nam mình làm cũng hay lắm, nó không có hề vợ thua hậu đồ Trung Quốc nó làm thương mại nhiều khi nhiều nó làm nhái đó, cái mạch BTA lắm anh em. Chất lượng thì nói chung là anh em chơi đồ này thì anh sẽ biết rồi. Rồi đây trước mặt anh em đây thì mình cũng đang mua một số mạch này, thì là cái mạch này 3S 100A cũng là thợ Việt Nam nè, thợ Việt Nam chế tác 100 mấy chục ngàn cái anh em. Ví dụ như thế này mình để dùng cho những khách đóng bình ắc quy cho ô tô, kích đề ô tô rồi đó. Kích đề ô tô có thể là mình kẹp một hoặc kẹp hai mạch thành để đóng vào một cái để làm một cái kích đề ô tô, hoặc anh em sử dụng trong cái đi tàu thuyền này nọ đó ha. Tại dòng tải nó lớn, thay vì mình mua một cái mạch ở Trung Quốc nó cũng khoảng tầm 100, mạch tốt xịn thì nó khoảng 150-200 ngàn, nó tùy. Nhưng mà đang mua về mình thử trải nghiệm. Còn đây là tất cả những cái pin thì nói chung là quá là quen thuộc rồi anh em xem ha. Đây như mấy cái pin này 5D, hôm nay mình nhờ nhận mấy cái kèo của khách 5A. Mình bán C5A của C5C. 5A thì dung lượng nó cũng như nhau thôi, nhưng mà mình có báo giá rất là nhiều rồi ha. Anh em thấy không, pin Sony của mình rất là khoảng 10 loại lận. Pin BK hôm nay mình còn ít thôi, mình không có review cho anh em, để mình khi nào khách mà kiểu muốn giá tiền thấp á, xài máy tàu á, giá tiền nó thấp á, thì mình xài mấy cái dòng này. BK thì chung là hàng của nội địa đi Trung, cũng có thương hiệu rồi, hàng cũng ví dụ như thằng này Sony thì mấy thằng này như T3 gì nè, V3 tùm lum hết á. Còn xăng vô nha anh em, xăng vô thì mình còn ít, 29.000 một xeo ha, dung lượng 2.000, nội trở như 12. Như mấy khói xanh này còn ít, cũng để tiếp cho những khách tài chính thấp á. Dung lượng 2.500 thì cho những anh em là dù đóng hai hàng ra 5A, cho những anh em đi làm giá thành nó rẻ cho anh em xài cũng rất là ok. Còn mấy cái tủ Nhật này anh em có mua thì liên hệ mình nghe. Giá hình bán tại kho thì khoảng nói chung là nó sẽ dao động từ 1.500.000 cho tới 2.000.000, nó tùy theo cái ngoại hình anh em, tại vì nó luôn này nó có một số nó rất là đẹp. Nó đẹp khoảng 90% thôi, còn một số thì nó như bị cắn mớp ha, bị hỏng hóc do vận chuyển. Tủ này là tủ vải Nhật luôn nha, nặng 32 kg, anh em thấy đơn giản như 32 kg. Ba cái học này thì một học như là gấp đôi hai học trên, như em một học cuối cùng nó như gấp đôi hai học trên, mình đựng tới mấy cái lận. Cái ổ khóa này thì nói chung là nó sẽ không về thì kèm theo nghe em, bên hơn thì nó còn dính được cái ổ khóa. Ví dụ như thằng này, ví dụ nó xấu xấu thì mình bán cho anh em khoảng 1.500.000,
chứ mà dưới 1,5 triệu là không thể nào bán cho anh em, tại vì giữ tróc sơn thôi, chứ còn như cắn mớp mình sẽ gõ lại rất là đơn giản, nó không có khó. Nhưng mấy cái quạt này thì mình bán hết rồi, chừa lại một cái để dùng, tại gối nó cầm kềnh nữa anh em, sợ như khi vận chuyển phí bên vận chuyển á, làm cái mớp cánh quạt nó cầm mắc lời nữa, thôi nghỉ bán. Nếu mà được giá rẻ, chỗ nào nhập giá rẻ thì mình bán tiếp cho anh em. Một cục pin mình lắp vào đây 5A mình chạy có thể là ở mức trung bình, mức 6 thì mình có thể chạy sáng đêm. Nói chung là dòng mà thấp có thể anh em chạy khoảng 7-8 tiếng. Đó. Thì quay sơ qua trên đây cho anh em mình xem. Như khối pin này mình hôm nay chủ nhật mình đóng mới đóng xong, mình mai mình giao cho khách ha. Khối này để khách dùng cho thắp đèn hay là chạy những cái 12V 5A ha. Mình đóng cái mạch nhỏ 20A để khách có thể phun thuốc sâu. Như đây mình lắp đèn led nè anh em ha, bóng đèn led để mình hàng đây nè cho nó có ánh sáng đây nè. Đây là khói pin can 2,5 mình đây mình bán cũng đóng cho khách không mạch ha. Như lần này có 300 mấy chục ngàn à, chưa tới 350, khoảng tầm 350 rồi anh em. Anh em về lắp mạch lên giống khoảng 400 mấy là anh em dùng pin 5A, pin này chưa sử dụng ha. Và khói này nữa, nói chung mà xài mấy cái máy rẻ tiền thì khách xài cái này, cái này này khói 14V cũng có 300 mấy chục ngàn thôi. Đó, luôn mạch luôn là khoảng chắc cũng chưa tới 400 ngàn nha anh em. Dung lượng 5A. Rồi tiếp tục hôm nay mình sẽ có một hàng mới. Cái này cũng là pin mình đóng thành cũng pin BAK. BAK là pin hồng đó nha anh em. Xả này xả tới liên tục. Ủa xả tức thời nó 30A lại, xả liên tục nó 25A lại, cũng khá là cao. Cũng 5A. Thì giá bán lẻ là 35 ngàn. Thì luôn khối như thế này là hoàn thiện, là có vỏ có led luôn là 500 ngàn đồng ha. 500 ngàn. Tại hôm nay chủ nhật á anh em, mình shipper nó không ổn bên lấy hàng, nó không có lại lấy. Rồi tiếp theo trên đây anh em có một cái sản phẩm tiếp theo. Để mình lấy cái cây quay lên. Đây tiếp tục về cái những cái con này. Những con mài khuôn Hitachi ha. Quên nó cho anh em xem cái bức ảnh phía trên. Đây là một sản phẩm của những thành phần lừa đảo, như người vợ mình nó mua vũ vụ bức tranh nè anh em, nó có 100 ngàn thôi, nhưng mà khiêu cọc tới 300 ngàn, kiểu vợ nó rảnh rỗi nhà nó khiêu đâu cả tháng tờ đem giao cho nó đâu có nhận đâu, nó lừa đảo, nó lấy tiền cọc 3 lần cái bức tranh này thì đương nhiên là coi như là mất tiền. Mình biết vợ mình khi mà nó nói là mình đã biết chắc chắn là sẽ bị gạt rồi, cho nên là thôi mấy cái chuyện nó không đáng, cho nên là mình chỉ là mình cho anh em biết cái hình thức cái ngoài xã hội này nó rất nhiều cái chiêu trò đó ha. Ví dụ như một bức tranh này 100 ngàn mà khi mình cọc tới 300 ngàn là nó quá sức là với cái bức tranh này, thôi gì thì mình mua luôn đi, mình có thể mình về mình ấy kiểu như lấy tiền công 500-700 ngàn gì đó nè. Đó, rồi xong cũng đem treo lên đây luôn, để như khi mình buồn bực gì mình có thể dầm vào âm gì là âm cười, mình có thể cười theo cho đỡ đi những cái bực bội trong công việc ha. Cũng có thể là cảm giác vui, nhìn đây nó đấy. Rồi tiếp theo là cái sản phẩm này, nấm hổm mình bán cũng được mấy bộ rồi, hôm nay mình về tiếp nha anh em. Giá thì nó cũng ngoài 1 triệu rồi, hàng này hàng mới 100% và chưa lên pin. Pin của nó là pin zin, hàng này gọi như là 95%, pin này nó lưu kho có pin này cũng ngẫm nha, bên trong là lỗi Samsung hoặc xăng vô là xeo xịn không à, này mình chưa tháo. Giá bán của nó là sẽ là cái này là pin test của mình nha. Pin này pin của mình test, mình lên pin. Giá bán là một bộ như thế này là 1,4 triệu nha anh em. Cũng một coi mình bán cho anh em coi. Một triệu tư nha anh em. 1,4 triệu là bao gồm là cái này, một máy, một vỏ pin và một cái đèn pin. Đây là cây đèn pin của nó. Này mình khỏi hàng này, khui hàng cũng là hàng mới 100%, mình khỏi cần phải khui luôn nha. Đây nè, anh em nhìn nè. Tại vì nó chung một cái vỏ, sử dụng chung một cái vỏ pin và nó, cho nên mình sẽ bán theo một cặp. Anh em nào có pin thì mình có thể mua đèn này thì mình bán khoảng 180 ngàn. 12V. Hitachi Koki là một cái công ty của kiểu sau này nó lấy công ty con của thằng Hitachi, nên em tất cả đều là sản xuất ở Trung Quốc, kể cả Hitachi. Trung Quốc nó trong nhà máy cho Trung Quốc nó gia công, kể cả Panasonic này nọ ha, Toshiba đầu tất cả. iPhone cũng được, cũng có luôn, mấy chục triệu một cái, cũng sản xuất ở Trung Quốc. Trung Quốc nói chung là nhân công nó dân nó đông mà,
nhưng công nó có thể nó rất là rẻ. Full 1.4 triệu là mình sẽ cho kèm anh em thêm đem mua một cái này để mình diễn tải nha. Cái này về anh em tự khui đi, bên trong nó chỉ có cái đèn thôi, mình đi hàng mình khui mẫu mình để mình nãy mình review thôi. Đây cái máy mới trên 95% nha anh em. Cái đầu này thì nói chung là nó sẽ như thế này, mình sẽ báo cáo tình trạng với anh em cho rõ nha. Cái đầu zin của nó là như thế này, nhưng mà con cái đều là nó sẽ không về kèm theo cái mũi, cái dạng như cái mũi kẹp bên trong. Có như thế này thì nói chung anh em cũng vô phương xài nè, sẽ không có cái mũi kẹp bên trong, mình sẽ cho anh em kèm theo coi như là mua mấy chục ngàn coi như và để cho anh em có về chỉ việc dùng thôi, và mua được mũi mài như thế nào, mũi sắt hay mài là để anh em mũi mài như đá mài này thì anh em có thể mua riêng nha, không bán kèm theo. Và mình sẽ gửi đầu riêng cho anh em là một cái đầu zin về anh em có thể thay thế. Ủa nói chung là mình có thể mua đầu zin đó, mình sẽ gửi kèm theo. Và mình sẽ thay cho anh em một cái đầu này. Mình cho anh em hai sự lựa chọn luôn nha. Cái đầu này cái dạng đầu đa năng là như mình lắp thành vào đây nè. Đầu đa năng này mình mua, nói chung là mình mua ở đây thì 40 ngàn, là mua tận Trung Quốc thì nó cũng gần 30 ngàn. Nè. Mình ship về nữa thì nói chung là cũng anh em mua lẻ lẻ, anh em ship về chắc phải 50 hơn nha. Đầu đa năng nó có thể kẹp từ 1 ly cho tới 3 ly 2. Này là QRM M7 dùng cho máy pin, M8 dùng cho máy điện. Tối đa cũng 3 ly 2 nha. Cái thứ nhất, một là anh em có thể lấy một cái đầu đa năng này nha. Một là chọn cái đầu đa năng này, hai là anh em có thể chọn một cái bịch này. Bịch này cũng dạng cũng mà nó một mấy chục ngàn một bộ thôi. Mua về chủ yếu bán kèm theo những sản phẩm này. Khi ví dụ anh em sử dụng cái đầu zin này thì mình có thể lấy cái đầu bên đây, tại vì trong đây nó tới một chục cái đầu lận. Chục cái đầu từ nhỏ tới lớn, dùng 1 ly rưỡi, 2 ly, 3 ly nè. Anh em thấy không? Mày dù kẹp mấy mũi 1 ly anh em kẹp mũi khoan để khoan mồi này nọ rồi đó. Ly rưỡi, 2 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly. Đó. Nè, đa dạng trong đây. Nó có hai sự lựa chọn nha. Anh em mua một là anh em có thể là lấy đầu đa năng vào một bịch rồi này, mình sẽ kèm theo một cái đầu zin, và anh em mua cái này thì mình cũng gửi theo cái đầu zin nữa. Không kèm theo mũi mài anh em chú ý nha, và chưa kèm pin nha. Cái máy này nói chung là cực kỳ hiệu quả, xứng đáng với giá tiền mình bỏ ra lắm, mình ha, rất là mạnh. Cái vỏ pin này nó chứa là 3 cell nên nó không kèm theo sạc, anh em về đấu 3 cell pin, anh em tự làm hoặc có thể liên hệ mình đóng pin luôn nha, và chọn theo pin. Một là pin, dù pin rẻ tiền thì có pin Trung Quốc xài cũng được, dung lượng 2.500, tại vì nó con máy này nó ăn dòng rất cực kỳ thấp, nó không quá cho vô tải luôn, không được 5 ampe nữa, chỉ mở vài ampe thôi. Thì anh em xài vỏ pin dòng xả thấp thì sử dụng rất là ok ha. Thì ví dụ như qua vô 3 cell pin nữa thì nó khoảng là tầm 100 hơn ngàn, tùy theo giá trị pin anh em chọn. Cái này sản xuất năm 2015 nha anh em, hàng mới lắm. Chung mình dùng rồi, hổng con này mình dùng này, có bị xây xước mình để mình dùng cực kỳ nhanh, mài vỏ pin là anh em khỏi chê luôn. Hoặc là mài những công việc khác nữa chứ không để riêng gì làm mài vỏ pin. Nha, có chế độ an toàn, khi đang còn số anh em lắp pin vào nó sẽ không chạy. Đời 2015 này chung là cũng cao đối với mình đó. Hàng mới hình như mình thấy mình. Và cái đầu kẹp này nó rất là chắc chắn nha anh em, chứ nó không hề mềm mỏng. Mình sẽ kèm theo cái đầu zin cho anh em, có hai sự lựa chọn nha. Một là cái đầu đa năng, hai là cái anh em mua cái đầu rời. Anh em nhắn rõ giùm mình nha. Đây nè, cái đầu đa năng của nó thì anh em siết lại là nó sẽ kẹp từ nhỏ tới lớn thôi. Chung cái này chỉ phần là cố định để giữ những cái mũi mài thôi, nó không phải quan trọng quá vấn đề như thế này. Đó cũng rất là gọn đẹp. Có cái điều là cái đầu đa năng này nó bự hơn cái đầu zin ha, nó bự hơn cái đầu zin khoảng gấp đôi. Nhưng mình cũng gửi theo cho anh em, khi anh em muốn không sử dụng cái này thì anh em có thể mua riêng cái này về, anh em có thể thay thế muốn dụng nào dùng đó. Coi như là anh em chỉ việc về lắp 3 cây pin vào anh em dùng. Và đây mình sẽ test đèn pin nha. Đèn pin này nói chung là nó được sử dụng bóng sợi tóc, kiểu bóng đèn vàng, kiểu đời xưa á nha. Hàng mới nghe, có tay đeo đàng hoàng, không có gì hết, chỉ bên trong có sách hướng dẫn thôi. Công tắc nó nằm bên đây.
thấy vậy chứ khi mà không có đèn, không có đèn, không có điện anh em, nó rất là sáng ha, nó không sáng như bóng led nhưng mà cũng đủ đủ sáng nhiều cho anh em đi đi đồng, đi này đi nọ ha. Này là full mới luôn nha anh em, giá bán 1.400.000 nha anh em, không bao gồm phí vận chuyển, chuyển khoản, receipt ha. Trung Hitachi Koki thì rất là quen thuộc rồi, như con này là không biết sản xuất nội địa ở đâu, nó để khắp Tokyo, Japan nữa. Nó có cái móc đây nữa nha anh em, hôm nay về được mấy con, có hai con à chứ không có nhiều, hết mình lấy tiếp nha anh em, tại vì giá này nói chung mình mua giá cũng cao lắm, lấy nhiều chung vốn, chung vốn 12V nha, 10V 8 mình giống như là 12V á, anh em xài để không có lãng phí một tiền nữa anh em đâu. Ví dụ những con máy điện ví dụ như con máy điện này công suất nó 40W, nó chỉ không có xi nhê gì thằng này hết, coi như là thằng này cỡ như mà nếu mà so sánh với máy điện này 40W đó, thì nó khoảng một, thằng này đi khoảng 100W rồi. Cực kỳ mạnh. Con này cũng dạng điều tốc được nè, con này như có 40W mình dùng cũng mấy năm trời rồi, con này 40W rồi. Con này của hàng bãi sử dụng điện thì bất tiện là có thể mình ngồi một chỗ mình làm thôi, còn như pin thì như công nghệ pin thì anh em cũng biết rồi, anh em có thể xách bất cứ đâu để mà sử dụng ha. Rồi thì clip hôm nay mình chỉ giới thiệu vài sản phẩm thôi anh em, trong pin bọng thì anh em có đóng pin thì cứ liên hệ mình nha, anh em nào chưa từng trải nghiệm pin Sony mới thì anh em có thể xem tham khảo và có thể đóng pin. Mình sẽ bán pin, bán mạch, bán khung, bán kẽm, bán giấy dán, bán sạc, tất cả các loại. Anh em có máy hàng sale về anh em có thể mình mua một chỗ nơi mình là để đỡ tốn phí ship nhiều nơi nha anh em. Nói chung là giá mình bán cũng không có trên lời cái nhiều shop khác, ví dụ mạch thì cũng 65.000 mạch tốt, anh em cho nào mạch tốt anh em có thể gửi hình ảnh qua là mình sẽ có mạch đó cho anh em ha. Đó. Đó. Đây là pin Sony mới, không nói chung là bán nhiều rồi, số lượng bây giờ cũng không còn nhiều. Thì pin tháo khói thì nó trên lệch cũng tầm chừng 10.000 thôi. Pin tháo khói thì đương nhiên nó đã qua sạc xả ít nhất là một lần. Ví dụ thằng VTC4 này mới nó là 2001 thì anh em mua pin tháo khói nó chỉ có dữ lắm là 2.000 thôi ha. Còn 5C là 55.000 một viên thì dung lượng nó là 2.600. Dòng xả thì anh em khỏi phải lo ha. Dòng xả của pin Sony thì nó cực kỳ trâu. Anh em nào đã xài Sony rồi nhiều khi lắp vào những con máy khoang máy vít đó, cảm giác anh em sử dụng nó rất là tê ha. Nói chung là rất cảm giác nó rất là mạnh hơn những cái dòng pin Trung Quốc, cảm giác nó một tầm khác liền anh em cứ mà dùng thử hoặc là anh em trải nghiệm pin tháo khói rồi thì anh em biết ha. Ví dụ 5D là pin thị trường mà bây giờ pin tháo khói bây giờ cũng gần 50.000 rồi đó, bây giờ mà trong khi đây là mình bán pin mới nó trên lệch hơn 10.000 đồng, 60.000 viên. Mình đúng tối nay quên, tại mình khách chốt một cái quả pin 5D 15 cell anh em chỉ hơn 1.000.000 đồng thôi, hình như là 1.050.000 á, 15 cell như 900.000 với vỏ mạch mình đóng cho khách nữa 150 nó lên 1.050.000. Tại mình hết vỏ, mai mình mua vỏ về mình đóng rồi mai mình giao luôn cho khách. Ví dụ anh em muốn làm công trình này nọ thì anh em chơi cái chơi một quả, muốn là bao nhiêu ampe thì anh em cứ mà nhân tiền pin và tiền vỏ mạch, còn muốn đóng khung thì mình tính tiền khung và tiền kẽm vào cho anh em ha. Với tiền ví dụ một cái khối pin 18V như thế này mình đóng nhầm tính tiền kẽm thằng này thằng nọ, mình kiếm tính tiền công cho anh em rẻ bèo thôi, được một ly cà phê thôi ha, cho anh em trải nghiệm những cái pin mới của Sony. Pin bãi thì chung cũng có nhiều đó nhưng mà giá trị nó thì nó phải khác xa với cái thằng những cái pin mà hàng mới nha anh em. Nó cũng tuy là nó là hàng lưu kho mà pin là không thể nào mà có đắt mới cho anh em sử dụng đâu ha, kể cả pin mới hàng chính hãng luôn nữa, nó sản xuất từ vài năm trước chứ không bao giờ mà sản xuất đem đi xuất kho bán liền đâu nha anh em. Có thể nó dù nó sản xuất xong nó đem đi đóng vào cái thiết bị hoặc là nó lưu kho chờ lô này lô cũ bán trước rồi mới tiếp lô tới, đó là trong cái giải pháp kinh doanh là anh em nào làm thì cũng biết ha. Đương nhiên cái hàng sản xuất trước nó sẽ cho đi trước rồi xong mới tới hàng tiếp theo, đó là một cái quy trình ha. Ví dụ như thằng 5A này sản xuất trước bán trước hết xong mới tới thằng 5C bán hết xong mới tới 5D, 5D bán hết đẩy nó C6 ra, nó đơn giản vậy thôi. Rồi anh em có nhu cầu thì tham khảo và liên hệ mình nha. Còn anh em muốn chơi hàng máy hàng trụ thì có thể liên hệ mình nha. Hàng trụ thì nói chung là hàng tự động thì anh em có thể phải chi ra một số tiền khá nha, từ 5 triệu chứ không có dưới được ha. Từ 5 triệu chứ không thể nào dưới nha nè. Hàng nói chung là nó nhìn cái này thì nó chuyên nghiệp hơn, mình cũng sẽ bỏ thời gian ra mình làm. Còn anh em nào biết làm thì mình có thể tự làm, mình đi tiệm CNC rồi mình làm, mình mua đồ bãi vậy
anh em gom các loại cà các nơi thì anh em làm thôi, cũng không khó. Nếu mà anh em biết thì cũng không khó, còn không biết thì nói chung là rất là khó. Nói chung xem tham khảo chơi thôi. Đây là cũng tất cả là hàng này là biến áp mình làm, cũng là biến áp mình làm. Nội quán mình đem ổ điện mình dán đây, nguồn cấp của cái server này thì ở đây. Hàng là hàng bãi tháo khói hết nha. Này là của cái này là của thằng Korea, mấy thằng Korea. Mình lắp bóng led vào đây, mua cái bóng led này khoảng 80.000. Lắp vào cho nó dạ vào ánh sáng đây nè. Khi nào không có led đó, thì nó sẽ ngay kim hàng mình hàng nó sẽ rất là ánh sáng nó rất là yếu. Như máy hàng mình hàng là cái công suất nó nhỏ nhưng mà nó rất là mạnh nha anh em. Đây mình hàng giao lưu cho anh em chơi một cái rồi bắt đầu mình kết thúc video nha. Thì máy hàng tay rẻ tiền thì khoảng từ 1.000.000 mấy, mình làm theo giá tiền 1.000.000 mấy, còn như cỡ tầm 1.500.000, 1.600.000 rồi cũng vẫn có, nhưng mà cái chất lượng nó sẽ là những cái thiết bị nó mình sẽ giảm lại thôi, không có gì khó hết nha anh em. Giá nào thì nó cũng có hết. Đây. Trắng tinh nè, vậy là nói chung là vô phương cho anh em gỡ ha, gỡ ra là sẽ rách kẽm, mà thứ nhất hai là rách đít pin bao chắc chắn luôn, không thể nào ấy. Ví dụ như thế này nó cao như thế này nè, cái lực, tại vì cái lực này có lực đè cân lực rồi đó, khi anh em để như thế này là để xuống hút luôn đó, nó đè cái lực xuống nè. Những cái máy hàng tay mình làm cũng như vậy thôi, công suất trên nói chung là đạt chuẩn để cho anh em mình sử dụng ha. Rồi cảm ơn tất cả anh em mình đã xem clip này, anh em có nhu cầu món nào thì hãy liên hệ mình nha, mình báo giá sơ lại để cho anh em có thể hỏi tới luôn nha, để không biết giá mình không. Cái máy lọc không khí này mình bán thanh lý là 2.500.000 nha anh em, 2.500.000 này hàng nhập khẩu của Hàn Quốc nha, hàng mới ngoài đó bạn, bây giờ mới bên nước ngoài nó vẫn có bán, em cứ tra thương hiệu ra là nó sẽ ra thôi. Đó đây là thương hiệu nó. Nó bán gần 1.000 đô nghe nè. Hàng này nhập khẩu của hàng này, máy quạt này thương của Việt Nam. Nói chung đây là cũng rất là ok rồi, mình thấy rất là mát rồi. Hàng mình mà diễn tả thực tế nghe nè, chứ mình không có lừa lọc anh em làm gì hết. Tại vì hàng này hàng ở Việt Nam mình nó có bán, anh em đã trải nghiệm những cái công suất này thì anh em có thấy. Và cái mã nhắc lại là cái mã của nó là đây, anh em chụp hình lại và anh em kiểm tra đi. Dạ, sẽ kèm theo một remote nha, mình có hai cái thôi, chở dọc đường cũng bị khách mua cái hỏi nắng nóng quá, khách lại hỏi nó cái chụp luôn à, 2.000.000 mấy, cái khách kêu dừng lại mượn điện của người ta là mua luôn, cũng như khi đi dọc đường cũng vui vui vậy đó. Rồi cảm ơn anh em mình đã xem clip này, xin chào và hẹn gặp lại nha.